Xin chào các bạn, con đường dài nhất thế giới. Như các bạn đã thấy ở phần tiêu đề, các bạn có đoán được con đường này nó dài như thế nào hay không? Để mà dễ hình dung thì chúng ta hãy cùng có một vài sự so sánh. Khoảng cách từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh theo Google Maps, nếu mà di chuyển bằng ô tô là 1.600 km. Và con đường mà chúng ta đang nhắc đến thì nó dài gấp 15 lần cái khoảng cách này. Thực sự thì nó dài hơn một nửa chu vi của trái đất. Con đường này nằm ở đâu? Liệu nó có chạy vòng quanh trái đất hay không mà lại đạt được độ dài ấn tượng như vậy? Ai đã xây dựng nó? Xây nó để làm gì? Những kỷ lục thú vị nào liên quan đến con đường này? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thành Story. Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, đường cao tốc liên Mỹ hay còn gọi là xa lộ liên Mỹ hoặc có tên tiếng Anh là Pan American Highway, đó là con đường dành cho xe cơ giới dài nhất trên thế giới. Đây không phải là một con đường duy nhất mà là một mạng lưới những tuyến đường được nối với nhau. Trên website chính thức thì họ có ghi như thế này. Đường cao tốc liên Mỹ từ Fairbanks, Alaska, Mỹ đến Santiago, Chile, sau đó đi về phía đông đến Buenos Aires, Argentina và kết thúc ở Brasilia, Brazil, dài hơn 24.140 km. Tuy nhiên, có một phần nhỏ chưa hoàn thiện ở Panama và Colombia. Khoảng cách chính thức được xác nhận bởi ở sách kỷ lục thế giới Guinness là 24.140 km. Tuy nhiên cũng có những nguồn tin về con số 48.000 km. Những nguồn tin này có thể do cách tính khác nhau. Thường cách tính 48.000 km là tính đến phần cực nam của Argentina, phần được coi là gần nhất với Nam Cực. Và hơn thế nữa, nước Mỹ tuyên bố tất cả các con đường liên bang đều là một phần của xa lộ liên Mỹ, thế nên độ dài của tuyến đường càng trở nên ấn tượng. Và con số 48.000 km có thể là con số được cộng dồn theo cách tính này. Tuyến đường này thì nối dài từ nước Mỹ cho đến Argentina. Và tất nhiên bạn cũng có thể đi theo chiều ngược lại nếu muốn. Chính xác thì nó đi qua tổng cộng 14 quốc gia theo thứ tự từ Bắc đến Nam gồm có Mỹ, Canada, Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Peru, Chile và Argentina. Ở Trung Mỹ, ngoại trừ Honduras, tuyến đường này đi qua tất cả những thành phố thủ đô của từng quốc gia. Cụ thể đó là thành phố Guatemala của Guatemala, thành phố San Salvador của El Salvador, thành phố Managua của Nicaragua, thành phố San Jose của Costa Rica và thành phố Panama của Panama. Một trong những đoạn thử thách nhất của tuyến đường nằm ở Costa Rica, nơi nó đạt độ cao 3.335m so với mực nước biển. Tại đỉnh núi có tên là đỉnh núi Tử Thần, một cái tên mà chúng ta chỉ cần nghe thôi cũng hiểu được nguy hiểm như thế nào rồi. Vậy tại sao lại có tuyến đường này? Tuyến đường này thì nằm trong cái ý tưởng kết nối toàn bộ châu Mỹ với nhau về mặt giao thông đường bộ và nó xuất hiện từ cuối thế kỷ 19. Và thời điểm bây giờ thì ban đầu người ta định xây một cái tuyến đường sắt cơ. Nhưng mà những cái cuộc họp bàn giữa các quốc gia đã không thể mang lại một cái phương hướng thống nhất. Nhiều năm về sau thì các quốc gia mà tiếng nói lớn nhất thuộc về nước Mỹ đã thống nhất về việc xây dựng một tuyến đường dành cho ô tô và các phương tiện cơ giới. Nước Mỹ thì đi đầu trong chuyện này vì họ muốn lan tỏa tầm ảnh hưởng của mình tới các quốc gia khác. Từ tuyến đường này thì hàng hóa và cả văn hóa của Mỹ sẽ được gửi tới các quốc gia ở Trung cũng như là Nam Mỹ. Ở một số nơi có những phần đường mới được xây dựng nhưng về cơ bản, đường cao tốc liên Mỹ là sự ghép nối của những tuyến đường cao tốc có sẵn tại các quốc gia mà nó đi qua. Đây là cách làm giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân công. Hiểu một cách nhẹ nhàng thì tuyến đường cao tốc này mang tính liên kết các con đường có sẵn nhiều hơn là xây mới hoàn toàn. Mỗi quốc gia thì có quyền chỉ định, duy trì hoặc là xây cái đoạn đường cao tốc chạy trong cái phần lãnh thổ của nước mình. Bởi thế nên bạn cũng đừng ngạc nhiên khi trên toàn bộ tuyến đường cao tốc này, chất lượng cũng như độ rộng của mặt đường là hoàn toàn khác nhau. Vì mỗi quốc gia có cách làm riêng, ở đây có hẳn 14 quốc gia nên chuyện vênh nhau là điều không thể tránh khỏi. Để giảm bớt cái độ vênh này và tạo ra sự thống nhất tốt nhất có thể thì có một cơ quan điều phối gọi là Hội đồng Xa lộ Liên Mỹ. Hội đồng này thì 4 năm mới họp một lần. Và cũng vì vấn đề các quốc gia xây dựng không đồng nhất và tuyến đường mang tính ghép nối nên bạn sẽ không thể tìm được ở những con số về chi phí hay là thời gian để xây dựng tuyến đường. Vậy chúng ta có gì trên tuyến đường dài nhất thế giới xa lộ liên Mỹ? Tuyến đường này thì đi qua mọi điều kiện khí hậu về địa hình, từ rừng rậm đến sa mạc khô cằn. Một số nơi có thể đi qua trong mùa khô, nhiều vùng việc lái xe đôi khi trở nên rất nguy hiểm khi con đường chạy qua núi và cả sông băng nữa. Có rất là nhiều những cái sự rình rập đối với những người đi đường,
động vật hoang dã, thời tiết khắc nghiệt, thậm chí có thể có những nơi có những tên tội phạm nguy hiểm ẩn náu. Và tất nhiên, không thể thiếu là những thắng cảnh tuyệt đẹp hai bên đường. Đó chính là yếu tố thôi thúc những phượt thủ không quản khó khăn để chinh phục tuyến đường này. Có thể về quan điểm sống có đôi chút khác, nên chúng ta không dễ dàng cảm nhận được sự thú vị của hành trình xuyên châu Mỹ. Nhưng với những người thích lang thang trên chiếc xe trên mọi cung đường, đây đúng là một hành trình trong mơ và ai cũng muốn chinh phục ít nhất là một lần trong đời. Thế nhưng vẫn còn đó một phần mà tuyến đường dài nhất thế giới, xa lộ liên Mỹ không thể chinh phục. Nó có tên là Darien Gap. Đây là một khu vực gồm có rừng và đầm lầy phát triển ngăn cách giữa Panama và Colombia. Ước tính nó chỉ dài khoảng 100 km, nhưng mà đây là một phần không thể đi qua. Và cái phần này nó giống như yết hầu nối liền giữa Trung Mỹ và Nam Mỹ. Xin được nhắc lại là không có bất kỳ một cái tuyến đường bộ nào băng qua cái khu vực này. Bởi vì xây dựng một cái con đường thông qua khu vực này thì cực kỳ tốn kém. Và hơn nữa nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Do đó đây chính là đoạn còn thiếu duy nhất của xa lộ liên Mỹ. Có rất nhiều người, những cái người dân địa phương, những cái chính phủ các quốc gia khác nhau phản đối việc hoàn thành cái phần Darien Gap của đường cao tốc, với lý do như là mong muốn bảo vệ rừng, ngăn chặn sự lây lan của các ca bệnh, bảo vệ sinh kế của người dân. Và ít ai biết được rằng cái rừng rậm này cũng là một công viên quốc gia lọt vào danh sách di sản thế giới UNESCO. Du khách muốn tới leo núi hay cắm trại thì đều cần phải có sự cho phép của các cơ quan chức năng. Leo núi cắm trại còn cần như vậy nữa là tham gia giao thông. Tất nhiên, số lượng cũng rất hạn chế, bởi vậy không phải ai cũng có thể đến đây để du lịch. Vận dụng hữu ích nhất khi đi đến cái khu vực này là một con dao để mở lối trên những cái đoạn đường đầy cỏ dại và cây bụi. Đây chính là thánh địa của bọn buôn lậu ma túy. Và để vượt qua cái đoạn này thì nếu mà chúng ta đi bằng đường bộ thì bắt buộc phải đi đường vòng. Người cũng như phương tiện phải lên phà hoặc là tàu. Những con tàu này thường mất vài ngày để đưa ô tô của bạn từ Panama đến Colombia hoặc là đi chiều ngược lại. Và có giá khoảng từ tối thiểu 1.000 đô la Mỹ đến vài nghìn đô la Mỹ tùy thuộc vào kích thước ô tô của bạn. Thường thì các phượt thủ chuyên nghiệp sẽ chọn cách cho xe vào container vì đây là cách vận chuyển an toàn nhất. Có rất là nhiều vụ trộm cắp đã từng xảy ra trong quá trình vận chuyển nếu mà để ô tô bên ngoài chứ không cất vào bên trong container. Chọn là phương thức vận chuyển bằng container thì cái container này sẽ được niêm phong trước khi chất lên tàu. Bạn được giữ chìa khóa chiếc xe ô tô của mình và nó được khóa một cách hoàn toàn cho đến khi bạn nhận nó chiều đến. Cuối cùng hãy đến với những kỷ lục trên tuyến đường dài nhất thế giới, xa lộ liên Mỹ. Lời khuyên dành cho những ai chinh phục tuyến đường này, nếu mà vừa đi vừa nghỉ thì cái hành trình nên kéo dài trên dưới 1 năm. Kỷ lục đi nhanh nhất bằng ô tô từ phía nam của Argentina cho đến phía bắc tại Alaska, đó là kỷ lục được ghi nhận cho Tim Cahill và Gary Sowerby trong thời gian đáng kinh ngạc là 23 ngày và 22 giờ 43 phút. Sau đó thì họ đã viết trải nghiệm của mình trong một cuốn sách có tên là Road Fever. 23 ngày đó là kỷ lục đi bằng ô tô, còn kỷ lục đi bằng xe máy là mất 34 ngày. Kỷ lục này thuộc về một người có tên là Kevin Sauder. Hành trình 34 ngày được Kevin Sauder thực hiện bằng xe máy vào năm 2003. Cũng có những kỷ lục bằng xe đạp. Đó là hành trình tổng cộng là 84 ngày 11 giờ và 50 phút được thực hiện bởi Michael Schasser. Đây là một người Áo. Và người Áo này đã thực hiện hành trình từ tháng 7 cho đến tháng 10 của năm 2018. Một người quyên góp từ thiện và người đàn ông này đã quyên góp được 60.000 euro cho dự án từ thiện của mình. Và cuối cùng là kỷ lục về việc đi bộ trên tuyến đường này, hay còn nói một cách khác là sử dụng động cơ chạy bằng cơm. Kỷ lục này thuộc về George Megan vào năm 1981. Thời gian thực hiện kỷ lục đó là 2.426 ngày, từ cuối tháng 1 năm 1977 đến giữa tháng 9 của năm 1983. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện về xa lộ liên Mỹ, con đường dài nhất trên thế giới. Nếu mà cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh.